Ok luôn anh em, chào mừng anh em đến với Game Today. Tôi rất vui vì được gặp lại anh em trong buổi tối ngày hôm nay. Anh em thân mến, ngày hôm qua tôi đã ra cái clip đầu tiên để nhận định về cái meta mới, đưa ra được những cái nhận xét, những cái tư vấn cho anh em làm thế nào để chơi cái đội hình như nào. Đấy, để cho các anh em có thể dễ dàng neo rank ở trong cái meta mới. Đối với cả các anh em mà đang gác cổng lúc 9 hoặc là gác cổng kinh 3, có cái cơ hội để có thể là bứt phá thần tốc trong vòng 24 tiếng đồng hồ lên kịp cái mức rank queen. Đối với các anh em mà đang gác cổng kinh 3 và lên kịp cái mức rank kinh 1 đối với các anh em mà đang gác cổng group 9. Đấy. Thì nói chung là hôm qua ấy, tôi có giới thiệu cho anh em cái đội hình là đội hình Greater, mà theo tôi đánh giá là chơi ở trong cái meta mới rất ổn áp. Bởi vì cái tính chất ở trong cái meta mới này, đấy, theo tôi nhận xét trong cái ngày hôm qua là chúng ta không nên chơi những cái đội hình up cấp. Đối với những cái đội hình đẩy cấp sớm thì không nên chơi. Đẩy cấp sớm lên 10. Đấy, đẩy cấp sớm lên 10 có nghĩa là thế nào? Có nghĩa là toàn bộ đội hình là nó chỉ là 1 sao và 2 sao thôi. Sau đó chúng ta lên 10 sớm, chúng ta kiếm những cái con co là 5 đô. Đó là meta cũ nha anh em nhá. Với meta hiện tại chúng ta không chơi được như thế nữa, bởi vì rất khó có thể là kiếm được ra cái con 5 đô 2 sao sớm. Nếu mà anh em không kịp giữ máu, anh em không có một cái đội hình mạnh vào giai đoạn giữa game thì sẽ rất là dễ toang. Đấy, và cái việc mà kiếm được cái con 5 đô 2 sao để nó cánh kèo sớm ấy, trong cái giai đoạn mà từ khoảng round 21 trở đi ấy, đến round thứ 35 ấy, nó sẽ rất khó khăn đấy. Đấy, anh em chơi thử anh em biết ngay nhá. Chính vì thế là tôi tư vấn cho anh em, tôi đưa ra những cái đội hình mà anh em có thể chơi ổn. Đấy là những cái đội hình mà chúng ta hyperon ở level thấp, chúng ta form được những cái đội hình nó chỉ cần ở level 5, level 6, level 7. Greater là một cái đại diện điển hình cho cái lối chơi đó. Đấy, chúng ta chỉ cần dừng lại ở 7 là chúng ta có thể form được đội hình rất mạnh rồi. Roll lên 3 sao ở level 7. Thậm chí là có thể level 6. Đấy, level 6 có người là còn có thể là roll ở level 5 cơ. Đấy thì rất là ok. Nói chung là level thấp roll là rất là ok nhá. Thì cái đội hình Greater nó là cái đội hình mà phải nói là đại diện phổ biến nhất trong cái thể loại là Hyperon rồi. Ngoài ra thì cũng có thể anh em để ý tới cho tôi là cái đội hình sát thủ. Đấy, cái đội hình sát thủ của tôi nhá. Bí kỹ sát thủ của tôi cũng rất ok. Đấy, Hyperon ở level 7. Sau đó dần dần up lên 8, up lên 9 thì kẹp 4 bit vào. 6 sát thủ kết hợp với cả 4 bit, anh em để xem lại clip sát thủ nhá. Đấy, co làm con ốc hoặc là co làm sát đao killer đều được. Đó, thì anh em có thể chơi như thế cũng rất là ok. Còn đối với cả những cái đội hình mà chúng ta chơi ở level 9, level 10, những cái đội hình mà cần những cái con co 5 đô, tôi lấy ví dụ như là đội hình Goblin, Mech, đội hình God đỏ, đội hình God kết hợp với cả Shaman, là những cái đội hình chơi ở level 10. Thì chơi ở level 10 thì nói chung ấy là rất khó chơi. Rất khó chơi. Bởi vì là cái con rớt và cái con bom là những cái con ở trong cái bộ Goblin, bộ God. Đấy, con Bad Omen là những cái con cờ truyền thuyết không có sẵn ở trong cái bộ bài chung. Chính vì thế là khi mà chúng ta thêm vào những con truyền thuyết đó thì nó sẽ gia tăng cái số lượng truyền thuyết nó lên rất nhiều. Cụ thể ở đây là với cái bộ Goblin thì nó sẽ là 9 con, và đối với bộ God thì nó sẽ là 10 đến 11 con. Thì chúng ta sẽ không thể nào mà kiếm được ra rớt đâu, rất khó kiếm đấy. Đấy, thì tôi khuyên anh em là không nên chơi God. Đấy, nhưng mà tuy nhiên là đấy là cái cách chơi God ấy, là cái cách chơi God đẩy cấp nha anh em nhá. Tức là anh em đẩy cấp sớm và anh em đưa lên cấp 10 để anh em chơi 6 đỏ ấy, kết hợp với cả God anh em kiếm 5 đô, ví dụ như ca lông 2 sao chẳng hạn, thì nó rất khó, nó rất khó ra. Tuy nhiên là anh em có thể chơi cái bộ God hoặc là bộ Goblin ở level thấp anh em nhá. Tức là anh em có thể chơi ở level thấp và anh em Hyperon và chơi co là 2 đô thôi hoặc là 1 đô thôi. Đấy, thì hôm nay, trong ngày hôm nay tôi sẽ làm cho anh em cái giáo án. Đấy, thử chơi God ở trong meta mới nhưng mà chúng ta Hyperon ở level thấp anh em nhá. Đấy, và hôm nay tôi cũng làm tiện luôn là chúng ta sẽ đến với cái yêu cầu của anh em Phạm Minh Đức. Anh em Phạm Minh Đức mong muốn là tôi sẽ làm một cái trận đấu mà có Morphling 3 sao kẹp với cả God và gánh team. Thì cái con Morphling ở đây nó chính là cái con người nước đấy nhá anh em nhá. Người nước hay là Water Spirit, nó là cái tên khác ở trong Dota. Thì ok, thì hôm nay chúng ta sẽ đến với cả con người nước nha anh em nhá. Người nước sẽ là nhân vật chính trong ngày hôm nay.
Và như những gì mà tôi đánh giá trong meta, chúng ta sẽ Hyperon ở level thấp anh em nhá. Thử chơi God ở level thấp và đưa cái con co lên 3 sao. Cái con co thấp tiền lên 3 sao. Thay vì việc là đẩy cấp lên cao, đẩy cấp lên cấp 9, cấp 10 để kiếm những cái con co 5 đô nhá. Thì chúng ta thử xem là khi mà chúng ta đánh ở level thấp thì nó có ok không? Nó có ổn hơn không? Và xin phép cho anh em mà cho tôi khoe một chút là với cái đội hình hôm qua ấy, sau khi tôi giới thiệu cho anh em đấy, với cái sự tư vấn và nhận xét trong cái meta mới của tôi và anh em đã thử, anh em xem clip ngày hôm qua khi mà tôi chơi cái bộ Gladiator, anh em thử chơi cái bộ đấy nó rất ok đấy. Anh em có thể quay trở lại cái clip cũ và anh em xem cái phần bình luận, anh em sẽ thấy rất nhiều người là chơi cái bộ đó và rất là ok. Thậm chí là có người tới 3 trận top 1 liên tiếp. Đấy. Tất nhiên là bên cạnh đó thì vẫn có anh em kêu là khá là toang. Đấy, hoặc là chơi khá là khó. Thì thứ nhất là có thể là anh em chưa có lắm được cái cách chơi của bộ Gladiator, chưa có thông thạo bộ Gladiator. Và cái thứ hai là có thể là do anh em quá đen. Cái arc của anh em nó sinh ra nó không để dành cho chơi cái bộ Gladiator anh em ạ. Đấy, như là tôi thấy là có rất nhiều người có nói với tôi là cái gì nhỉ? À đây, người nước này. Người nước, vô luôn. Tự nhiên lại quên. Từ từ nghĩ ra nào. Tôi vừa mới nghĩ ra cái gì tôi định nói, xong bây giờ tôi lại quên anh em ạ. Đúng là cái bệnh của người già. Vừa mới nghĩ ra để định nói với anh em xong, xong bây giờ tự nhiên lại quên mất, là không biết là nói cái gì luôn. Thế thôi rồi. Từ từ đã vậy. Tí nữa tôi sẽ nói. Khi giờ tôi nhớ ra tôi nói. Hiện tại chắc là với một cái sức mạnh đội hình mà nó khèo như thế này, không có cái con gây đam thì chắc là tôi sẽ eco thôi anh em ạ. Eco đến khi mà con người nước có lên được 2 sao. Đấy, hoặc là ra một cái con nào đấy nó có thể gây đam được. Thế nhá anh em nhá. Ok, và trước khi bắt đầu cái clip ngày hôm nay thì như thường lệ tôi xin được cảm ơn các anh em đã ủng hộ cho kênh. Tôi xin được cảm ơn anh em Lâm Mập, anh em Dương Nguyễn và một bạn nữ. Tôi nghĩ là bạn nữ tên là Dory669. Cảm ơn các bạn rất nhiều vì đã ủng hộ cho kênh. Bạn Dory669 thì tôi nghĩ là một bạn nữ đấy. Và bạn ấy cũng hỏi tôi rất nhiều về cái việc là đăng ký hội viên ở trên kênh. Hỏi mấy lần rồi. Đấy, thì hôm qua mình đăng ký được hội viên. Rất là cảm ơn bạn đã coi như là rất là nhiệt tình ủng hộ tôi. Cùng với đó thì tôi xin được cảm ơn anh em Nguyễn Duy Minh, anh em Hồ Khánh và anh em Vũ Trọng Hay. Cảm ơn các anh em đã tiếp tục gia hạn gói hội viên ở trên kênh để ủng hộ tôi. Cảm ơn các anh em đã trích một phần thu nhập của anh em vào mỗi tháng, giúp tôi có một cái nguồn thu nhập cố định hàng tháng. Cảm ơn anh em rất nhiều. Eco là một cái quyết định rất chính xác anh em ạ. Tôi nhìn thấy những cái đội hình của bọn nó quá mạnh luôn. Trông toàn 2 sao, ngay thằng top 1 thì trông 4 2 sao, đỡ làm sao được đây. Quá căng. Rồi. Từ tốn thôi anh em ạ. Đây rồi. Rồi chúng ta đép quái thôi. Mua Tutka về kẹp thêm beat vào. 3 warrior 2 beat. Chưa đủ 30 tiền nhỉ. Bán một con Grand Herat đi được không? Bán đi thôi. Con này chưa cần lên 2 sao anh em ạ. Tí nữa tìm lại sau. Đấy. Như này thêm được 1 tiền cho rau sau. Bây giờ cần là cần tiền lên 50 tiền sớm, xong rồi thì chúng ta sẽ roll nha anh em nhé. Roll ở level thấp thôi. Như này tôi nghĩ là sẽ không toang quái đâu. Cái bộ mà nó warrior kẹp đỏ xong lại còn có 2 bit nữa. Có cả con sói thì con sói nó sẽ gọi thêm 2 con đệ nữa. Tức là chúng ta có 7 con, chắc là không thua được. À, đồ thì không cần phải lấy vội anh em nhé, cứ từ từ. Eco mà. Chúng ta eco thì chúng ta có quyền là lựa chọn đồ. Đấy. Cái lợi của eco là chúng ta được lựa chọn đồ. Tuy nhiên là có một cái hại chúng ta đánh đổi, đấy chính là cái máu nó thuộc súng thấp. Đấy chính là cái lý do mà tại làm sao mà tôi cũng muốn chia sẻ anh em là tại làm sao mà tôi nghĩ là chúng ta lên roll ở level thấp. Bởi vì làm sao? Bởi vì khi mà roll ở level thấp ấy, đưa được lên được cái con Water Spirit lên 2 dao sớm. Và chúng ta có một cái đội hình full 2 sao thì nó sẽ giữ máu cho chúng ta nhá. Chứ không phải là ngày trước ấy là nếu mà eco như này là phải up lên 9 luôn. Đấy, chỉ có đỏ up lên 9 rồi chúng ta roll. Nhưng mà như thế nó tụt máu nhiều lắm anh em ạ. Nhá, chúng ta roll là đúng ở cái level chúng ta roll luôn.
đúng khi mà còn đủ tiền ấy, ở level 5 thôi chúng ta roll để chúng ta form 2 sao luôn rồi. Đấy, không cần thiết là phải up cấp. Tôi sẽ roll ở level 5 nha anh em nhá. Ở level 5 thì bởi vì bây giờ cái con Water Spirit của tôi là mình có một con nên là chắc là phải roll sớm lắm. Đấy, roll sớm rồi giữ máu sớm. Tôi thì lúc nào cũng thế, kể cả là Eco thì tôi cũng chỉ để ở cái mức là tối đa là khoảng 40 máu thôi, 50 máu thôi. Không để mất máu quá nhiều. Không để tụt máu quá nhiều, không để máu xuống thấp dưới 40 máu anh em nhá. Rồi. 55 tiền roll thôi anh em. Roll nhá. Rồi, lava với người nước này. Ok. Từ từ đã. Như này thì thọt mất một tiền. Bán con này đi. Từ từ anh em ạ. Grand Herat kiếm sau. Kiếm sau anh em. Grand Herat này là phải lên mưa lên 8. Lên 8 mới kẹp vào được. Anh em nhá. Tạm thời lấy đồ đã này. Chưa lấy được đồ gì cả. Ma lăng này chưa lấy được. Từ từ đã. Chúng ta tí ra phải kép được cả một cái Blink và một cái huyết trượng nữa. Nên là tôi lấy tạm cái slot này thôi. Blink, huyết trượng. Và đấy là cái hai cái món đầu tiên là phải lấy nhá, là Blink huyết trượng. Còn những cái món sau thì ra gì thì lấy thôi. Nhưng mà hai cái món mà quan trọng nhất đấy là chính là cái Blink và cái huyết trượng là bắt buộc là phải có. Đấy, không thể không có được nhá. Thậm chí là ngoài cái Blink huyết trượng ra thì cái món đồ bắt buộc thứ ba phải có đó chính là cái BKB. Bởi vì bây giờ thì có rất nhiều người là chơi kiểu dạng khống chế. Khống chế mạnh mà con Water Spirit nó Blink nhưng mà nó lại bị hút mana rồi nó bị khống chế thì nó sẽ không lướt được đâu. Cái món đồ thứ ba rất quan trọng đó chính là cái BKB. Rồi chúng ta cứ roll ở level 5 đã, kiếm người nước 2 sao đã anh em ạ. Đấy, chưa có người nước 2 sao thì chắc là vẫn phải roll. Còn 2 tiền đúng không? Roll phát nữa. Làm phát cuối. Ok, rồi, bán cây đi thôi. Mua con God về đã. Này kẹp vào là được God rồi này. Cho bài vào thôi anh em. Máu 59 máu tụt khá nhiều rồi đấy. Cho bài vào giữ máu cái đã nhá. Có cái con God of War là có đam rồi. Con God of War này nó gây đam được. Ok. Rồi thế thôi anh em ạ. Không bỏ bài quá lâu. Bây giờ chúng ta còn 59 máu rồi đấy. Round 14 là chắc chắn là bị đẩy rồi. Một lần nữa, tức là round này là nó tụt xuống khoảng 50 máu. Đấy, sang round thứ 16 là tôi bắt đầu là tôi bỏ bài vào, tôi lật kèo rồi. Round này lại bị đẩy này. Đẩy, ui, nhưng mà round này khả năng bị đẩy rất nhiều đấy. Nó có kẹp con chó sói vào như thế này là nó sẽ bị đẩy thêm 2 máu này. Mà cái round này thì bởi vì con là chính là con God of War mà nó đánh với cái bọn Wario này. Giáp nó rất to. Chính vì thế chả giết được cái con nào cả, tự nhiên lại mất thêm 2 máu, chán đời thật. Biết thế không bỏ bài vào. Ui rồi là không kịp hóa kìa, ở được đấy nhở. Ách gánh. Con ách nó vừa gánh tôi. Rôn tiếp rồi, người nước 2, người nước 2. Đây rồi. Ok. Rồi, ra 14 đúng không? Ra 14. Ok. Cho người nước 2 vào đá. Từ từ đã nhá, tôi chưa lấy ma lăng đâu anh em ạ. Từ từ đã. Từ từ đã, rao sau rồi chốt đồ. Chúng ta eco mà, chúng ta eco, chúng ta được quyền chốt đồ thì không phải chốt đồ vội. Cứ từ từ đã. Vẫn đang eco. Chúng ta eco nên là chúng ta có cái lợi thế đó, được chọn đồ cho nó chuẩn. Còn thường thì nếu mà đánh chuỗi thắng đầu game là sẽ phải là chốt đồ sớm. Nhưng mà bây giờ eco thì cứ phải tận dụng lợi thế anh em ạ. Không lên là chốt đồ. Ui, may thế, lướt được phát. Lướt được phát nữa không? Hy vọng là lướt được một phát nữa. Lướt được phát nữa là clear được khá khá này. Ôi được xong rồi. Cái con Tabu Witcher là bơn mala anh em ạ. Không lướt được. Vì chúng ta roll ở level thấp ấy, nên là tôi roll thêm cái con God of Light nhá anh em nhá. God of Light thêm cái con này lên 3 sao đi. Bởi vì đằng nào luôn ở level thấp thì chúng ta kiếm thêm những cái con tướng khác lên 3 sao nữa. Ở đây có thể nuôi là con ách lên 3 sao này. Đấy, vừa lấy để tròn tiền thì tôi lại không mua con ách. Chứ còn nếu mà vừa lấy tôi mua con ách là bây giờ nó cũng lên được 3 sao đấy. Round này thì tôi nghĩ là sẽ phải up 6. Bởi vì là nếu mà để ở level 5 ấy thì khả năng toang quái rất cao. Khi mà cái con Water Spirit này nó không lướt được liên tục đâu. Nó bởi vì tôi chưa lấy ma lăng. Thế nên là thôi up lên 6 cho nó chắc anh em ạ.
Chúng ta chơi theo cái con đường eco là chúng ta đã phải đốt máu rất nhiều rồi. Mà đến rau quái chúng ta lại toang rau quái nữa. Thế là chúng ta còn không có đồ nữa thì xác định luôn là sùng hố nha anh em nhé, đóng họp luôn. Đấy, nên là bắt buộc rau quái này là phải cố gắng để lấy được cái món đồ ở trong rau quái. Không thể để mất món đồ ở bất cứ rau nào được anh em nhé. Đã xác định là chơi là phải lấy được hết. Không có mana, con người lướt nói chung là nó lướt rất chậm. Đấy, không có viên ma lăng. Tôi nó phải chơi rất cẩn thận, tôi up cấp lên đấy, thọt tiền luôn, mất một tiền trong round vừa rồi. Nhưng mà chúng ta lấy được cái kiếm gãy. Món này thì thực ra thì late game có thể cho ca lông cũng được. Ui đây rồi. À. Chúng ta sẽ roll tiếp vào level 6 thôi anh em nhá. Roll tiếp level 6. Tôi sẽ đứng ở level 6 tôi roll luôn. Rồi bây giờ tôi chốt đồ luôn này. Bây giờ là cần phải chốt đồ gấp để giữ máu. Này cái này được không? Được. Rồi này cái chiến thánh cũng được à? Blink. Ok. Đó là những cái gì mà chúng ta cần. Vẫn chưa có huyết trượng anh em ạ. Nên là tôi sẽ để dành một cái gậy phép thuật để lấy cái huyết trượng anh em nhá. Tí nữa bắt buộc cái con người nước này nó phải có cái huyết trượng thì nó mới chơi được. Không có huyết trượng thì nó thiếu đam lắm anh em ạ. Con này nó bắt buộc nó phải có cái huyết trượng. Đủ đam để kết liễu đối thủ là một này. Thứ hai là có khả năng là hồi máu sau mỗi cái lần lướt. Lướt nó sẽ được hồi máu. Thì cái con này nó sẽ sống dai ở trong combat hơn. Đấy thôi, cái tầm này thì thôi eco gì nữa. Kết thúc cái chuỗi là được rồi anh em ạ. 45 máu tôi nghĩ là như này là nó còn bị thấp ấy. Bình thường là tôi 50 máu là tôi đã dừng lại rồi. Tôi đã coi như là bỏ bài lên. Đây rồi. Bây giờ là sẽ là nếu mà cẩn thận là sẽ up 7. Đấy, chúng ta up 7, chúng ta có thêm 4 đỏ nữa anh em ạ. Nhưng mà theo tôi ấy, thì tôi cũng sẽ chưa up 7 đâu anh em ạ. Dừng lại đã. Tạm thời thì cứ như này đã. Cho đỡ thọt tiền. Bởi vì nếu bây giờ mà tôi up 7 luôn thì thọt tiền, nó bị thọt tiền và sẽ không có tiền roll. Bởi vì chúng ta xác định là chúng ta roll ở level thấp mà. Nhá. Xác định roll ở level thấp thôi. Ok. Trên này có assassin này. Đấy, sẽ có nhiều người sẽ chơi những cái bộ mà như này. Khi người ta nhận thấy là những cái bộ mà hyper roll nó rất là ok. Đấy. Thì sẽ có nhiều người chọn hyper roll những cái đội hình chơi ở level thấp. Mà người ta chơi ở level thấp, người ta roll nhiều ấy, người ta sức mạnh của bài nó mạnh ấy. Mà chúng ta đợi chúng ta lên up lên level cao thì chúng ta sẽ bị đẩy rất nhiều máu. Rồi, tôi cứ roll ở level 6 thôi nha anh em nhá. Roll ở level 6 thôi, người lướt lên được 3 rồi tính. Đấy, người lướt lên được 3 thì cái thời điểm mà người lướt lên được 3 thì địch thì nó cũng vẫn bình thường, nó cũng chưa mạnh lắm. Đấy, cái điểm rơi của đội hình nó quan trọng lắm anh em ạ. Chứ còn nếu bây giờ up cấp thì đương nhiên là bây giờ nếu mà tôi up cấp thì ở round 18 này là khả năng là tôi đã lên được level 8 rồi. Và tôi chuẩn bị đang trên cái con đường là level 9 nhưng mà bây giờ vẫn là eco và máu vẫn đang bị tụt. Tôi phải khẳng định là như thế luôn. Bởi vì lúc đấy thì người lướt nó vẫn đang một sao. Và bỏ bài vào có khi là nó còn bị đẩy nhiều hơn cơ. Đấy, gặp những cái thằng đẻ, những cái thằng beat biết các thứ thì nó còn bị đẩy nhiều hơn cơ. Đấy, nhưng mà bây giờ hiện tại là tôi đã form được đội hình là có 2 sao làm co và có cả 3 sao ở đây rồi. Tức là rất khỏe rồi. Anh em thấy không? Cần cái BKB chưa? Bị hút mana này không lướt được này. Đấy, mặc dù có Blink nhưng mà bị hút mana không lướt được. Ui rồi, nó còn cướp được cái con... Trời ơi, nó còn cướp được cái con Water Spirit của tôi nữa chứ. Ô tiên sư. Mà vẫn thắng. Đấy, khỏe không? Có 3 sao khác hay. Có 2 sao gây đam, có 3 sao tăng cơ khác hẳn luôn anh em ạ. Rồi, roll tiếp thôi anh em. Ở level 6 này tôi thoải mái tiền tôi roll. Grim Chalk này, mua luôn. Ôi kìa, ra đi. Chết rồi. Cái nữa, ui ôi, không được rồi. Cái nữa, ôi tôi chết rồi, thọt quá. Thôi được rồi. Từ từ anh em ơi, không, không chơi kiểu này. Bán đi. Không nha anh em nhá, không chơi. từ từ bình tĩnh, nuôi hai con thôi. Grim Chalk thì không lên được 2 sao rồi tôi lại bán đi thôi. Đỡ thọt tiền anh em ạ. Ở vừa rồi mà khô máu quá thì là chết. Nhưng này là tôi thấy là ổn rồi. Đấy, trong cái lúc mà trước round 20 thì đối thủ vẫn chưa là form được đội hình.
Đấy, các đội hình nó vẫn chỉ đang là đánh theo kiểu là bổ củi giữ máu thôi. Thấy con nào mạnh thì ghép vào với nhau thôi, chứ còn vẫn chưa form được đội hình vào giai đoạn này. Trong khi đấy tôi bắt đầu là form được cái con 3 sao rồi đây. Đây rồi, ui dồi ôi, hai con 3 sao rồi anh em ơi. Đó, anh em thấy không, run ở level thấp đấy thì nó mới ra được những cái con này. Con này là những cái con 2 tiền, những cái con 1 tiền. Chúng ta run ở level 6, rất ok. Anh em có thể run ở level 7 nếu anh em muốn nhá, nhưng mà tôi nghĩ là cái độ đỏ tôi nó không được đỏ lắm. Run ở level 6 thôi. Từ level 6 lên level 7 thì chúng ta sẽ mất một khoản tiền để chúng ta up cấp. Nên là tôi quyết định là tôi tiết kiệm. Tôi chơi kiểu tiết kiệm. Một khi mà cái con này nó lên được 3 sao thì lúc đấy nó ổn áp luôn. Nó giữ máu cho tôi rồi. Còn hiện tại thì tôi vẫn 45 máu, tức là tôi sẽ không mất máu nữa anh em nhá. Với tầm này nó mạnh rồi thì tôi sẽ không mất máu nữa đâu. Mà có mất thì tôi cũng chỉ mất 1-2 máu thôi. Đấy, ui đây rồi anh em ơi, có đồ rồi đây. Huyết trượng đây rồi, hài lắm. Được. Rôn tiếp này. Ra đi, ra đi, ra đi, ra đi. Đèn đấy nhở. Ghép cái huyết trượng thôi anh em. Rồi còn các cái món đồ còn lại thì từ từ đã. Đèn quá anh em ạ. Đèn nó bị đèn, round 21 rồi. Hiện tại chúng ta đang ở round 21 và thiếu tận 3 con nữa. Cái mốc chuẩn nhá, để lên được cái con này 3 sao mà khi mà chúng ta roll ở level 6 ấy, là round thứ 21 đây anh em ạ. Round 21 là lên được 3 sao rồi. Cùng lắm là round 23 thôi. Còn sau cái round 23, từ round 23 đến round 25 nó là thành late game rồi đấy. Mà chúng ta vẫn đang ở level 6 này là dễ toang lắm này. Bắt buộc phải lên 3 sao sớm. Đây này, nó 3 sao, bọn nó cũng có 3 sao rồi. Này, chơi gì đấy? Demon à? Witcher. Tất nhiên là cái con người nước này nó sẽ giúp tôi giữ máu. Người nước 2 sao cũng vẫn có thể giúp tôi giữ máu được. Ok, ok, giết lốt, hay quá. Rồi. Vẫn thắng, được. Đang có chuỗi luôn này. Nhưng mà không lên được 3 sao thì nó sẽ mất cái chuỗi này nhanh thôi. Phải lên được 3 sao. Người lướt. Ôi dồi ôi. Cái lửa. Chết rồi, toang quá anh em ơi. Toang thật sự đấy. Xả từng đấy tiền rồi mà không ra nổi con người lướt. Đây thêm một con thôi anh em ạ. Mất quá nhiều tiền luôn. Đen thật đấy anh em ạ. Ui, trận này có God Clay này. Trận này có God Clay dồn đồ cho Akali. Dạo gần đây có rất nhiều người chơi cái bộ này nhá. Ôi mà nó còn cướp được cái con người lướt của tôi. Thôi xong rồi, mất chuỗi rồi. Đánh làm sao được. Đấy. Đấy chính là cái lý do tại làm sao mà tôi lại ra vừa rồi tôi lại phải roll rất nhiều đấy. Tôi khô máu đấy. Mất chuỗi. Bắt đầu toang rồi anh em ơi. Quả mất chuỗi này là cũng đồng nghĩa việc là toang này. Trời ơi. Trận này đen thế. Tôi roll ở level 6 đấy nhá anh em nhá. Rất nhiều tiền rồi. Anh em biết lý do tại sao mà cái round vừa rồi tôi roll nhiều tiền không? Khô máu không? Là bởi vì tôi roll để kiếm cái con người nước 3 đấy. Nhưng mà tôi roll rất nhiều tiền. Vừa lấy là roll khoảng 30 tiền nhưng mà không ra là người nước 3. Thêm được đúng một con người nước. Nó qua cái thời điểm mà chúng ta gọi là chuẩn để cái con người nước là lên 3 sao rồi anh em ạ. Đấy, tầm này lại mất chuỗi rồi thì thôi. Từ từ đã, tích tiền lên 50 tiền rồi roll. Qua 26 tôi sẽ xả mạnh anh em nhá. Sau cái round 25, sau round 25 đến round 26 thì chúng ta sẽ xả mạnh, có đồ cam rồi. Lúc đấy là late game thì chúng ta sẽ xả mạnh. Lướt thêm phát lửa đi, đừng để nó doom. Ê, thôi xong rồi. Ê, lướt. Rồi, ui mày quá. Vẫn giữ được máu anh em ạ, vẫn gánh. Người lướt vẫn gánh. Nó còn có một cái đen nữa nhá. Ngoài cái việc là cái con người lướt này nó không ra lên được 2 sao thì cái con quy giạt để kích hệ ấy nó cũng không có ra anh em ạ. Thế như này. Vừa lấy ra là con Grimchok. Xong rồi tôi bán đi là từ nãy giờ cũng không ra thêm con nào nữa. Thôi 24 thì
thôi nhá, từ từ đã. Round này đẩy thì chắc là tôi nghĩ là cũng không nhiều lắm đâu, vẫn sẽ còn khoảng 30 máu thôi. Hay là đưa lên đấy nhở, đưa lên 7 nhở. Từ từ đã. Tôi nghĩ là sau round 26 tôi sẽ đưa lên 7. Để kẹp với 4 đỏ đã. Tôi thấy là vẫn ổn bởi vì ở trong trong đội hình của tôi ấy, nó toàn 2 sao. Nó có 2 con 3 sao nữa mà. Đấy. Nên là nó vẫn rất ổn. Cái con God of Light nó trói được 3 con. Nó khống chế được 3 con anh em ạ. Và những cái con bị trói ấy, nó bị tăng 50% sát thương. Đấy, nó giúp cho con người nước này nó khỏe hơn. Rồi đây, cái round này mới khó này. Round này thì cũng phải cẩn thận là toang quái này. Bình thường là round này tôi lên được con người nước 3 rồi đấy anh em ạ. Mà đen quá, chuyện này quá đen. Ron nó ra, lẽ ra cái con người lướt 3 nó là đứng ở cái vị trí con God of Light ấy. Đấy, con God of Light nó lên được 3 sao ở round mấy anh em nhỉ? Tôi quên mất rồi, tôi không để ý. Nhưng mà lẽ ra là cái round đấy là chính là con người lướt đấy. Con người lướt có lên được 3 sao ở round đấy. Đó là vừa. Đấy, nó là bình thường nó là như thế, còn trận này quá muộn luôn. Chơi như này khác quái thì là chơi up 8 Ron đâu. Đúng không anh em? Up 8 Ron thì nó cũng tầm khoảng round 25 này là nó lên được 3 sao này. Đấy mà tôi đã chơi ở level quá thấp rồi mà nó còn không lên được 3 sao. Quá đen. Tôi nghĩ là nếu mà anh em chơi thì anh em cứ up 8 đi anh em ạ. Tôi trận này tôi hơi sai lầm một tí. Như anh em nhá. Anh em up 8 anh em kẹp vào là 4 God kết hợp với 4 đỏ. Tôi nghĩ là sẽ ổn hơn đấy. Rồi còn một con nữa thôi. Từ từ đã. Chiến thắng này. Từ từ anh em ạ. Rao sau 26 đúng không? Round sau tôi quyết tâm roll ra được cái con người nước. Nha anh em nhá. Round này cứ để một round nữa đi. Round sau đưa một con người nước lên 3 sao mà đưa luôn cả con Lava Shaman lên 3 sao luôn. Và như anh em đã thấy là cái trận này tôi roll ở level 6 và khá là gãy. Anh em hãy roll ở level 8 anh em nhá. Lên 8 anh em sẽ kẹp được 4 gót 4 đỏ. Với cả người nước thì nó sẽ khỏe hơn rất nhiều nhá so với cái đội hình này. Đội hình này là tôi bây giờ tôi vẫn chưa lên được 8 bởi vì lên 8 ấy thì nó cũng không có kẹp được vào 4 wizard để kích hệ để đưa được cái con này bọn này nó lên 4 gót anh em ạ. Đây round này sẽ bị đẩy này. Thằng này có con thỏ ba vãi đái thật. Và nó cũng giống như là cái tên nhân vật vậy, vãi đái thật sự. Đặt tên bậy thế nhờ. Đại ré to. Đặt tên như là kiểu tìm người yêu ấy nhờ. Sợ sự luôn. Chơi game đặt tên là đại giấy to. Đây là ui. Rao 27 ra này. Tự ra luôn. Không phải roll. Ảo thế nhờ. Ôi mẹ ơi. Roll tụt quần thì nó không ra. Nhưng mà không roll thì nó lại ra anh em ạ. À. Thế nó có ảo không như này. Đây ơi. Có ghi giặt rồi anh em ơi. Một phát nó lên cả Lava Shaman lên 3 sao luôn. Thế bây giờ chúng ta up 8. Chúng ta sẽ kẹp vào là 4 đỏ kết hợp với cả 4 gót thôi. Ở level 8 thôi anh em. Được không? Hay là một round nữa nhỉ? Tiết kiệm tiền tí không? 29 máu. Như này đi. Không, như thế này thì yếu. Không, 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 không. Rồi, để round sau. Round sau là lên 8. Round 29 là bình thường người ta lên 10 tôi mới lên 8 anh em. Nhưng mà bây giờ ổn rồi anh em ạ. Tầm này ổn rồi. Ồ mà ổn đéo đâu. Bị Doom rồi kia. Mẹ ơi vừa mới lên 3 sao bị con Doom nó Doom vào mặt. Thế tôi xong rồi lại con bị chói nữa này. Gấu nó chói. Đéo lướt được. Thôi chết rồi. Cay thế nhở. Mẹ ơi đẩy nhiều máu thế. 13 máu. Trời ơi. Round vừa rồi là tôi bị đẩy 19 máu ạ. Và tôi chỉ còn 13 máu thôi. Tôi chết rồi anh em ơi. Làm sao bây giờ. Bây giờ cho vào như này. Thì là có Shaman này tư tế này. Cho vào 4 Shaman không. 4 Shaman 4 đỏ. Nhưng mà phải ở level 9. Lên 9. Tôi chết rồi thiếu tiền anh em ơi. Bán hai con này đi. Vẫn chưa đủ. Ôi dồi ôi. Bị hoảng rồi. Bị hoảng rồi anh em ơi. Bán nút con này đi là đủ. Trời ơi.
Thế là còn đéo chơi được gót đỏ cơ à. Không ổn anh em ơi, bị Doom anh em ạ. Đấy là chính là cái lý do tại làm sao mà tôi phải kẹp Saman vào luôn đấy. Tôi nói thật chứ tôi có 4 con 3 sao ở đây, trong đấy có là 3 con 3 sao là 2 tiền. Mà nó vẫn Doom trúng được cái con người nước của tôi thì đen đến cái mức như thế là cùng anh em ạ. Đen thế nhờ. Thế là tôi hoảng quá rồi anh em ạ. Tôi hoảng, thế là tôi phải coi như là kẹp vào là 4 Saman luôn. Kẹp ngay là 4 Saman luôn để còn lé ganh, lé Doom. Không là Doom cho một phát nữa thì 13 máu này chắc chắn là xác định là đóng hòm rồi. Ui ra rớt này, ra cả. Ui thế lại sang đỏ à? Lại sang gót đỏ à? Ui chết tôi rồi, tiền đâu ra mà chơi đây. Cả rớt này. Lại gót đỏ, đây là gót 6 đỏ. Nhưng mà đừng có bị Doom nhá. Chơi này mà Doom thì xác định đấy anh em ạ. Phải lên được 10 anh em ơi. Lên được 10 kẹp 4 Saman vào. Lé Doom. Sợ quá anh em ơi. Chết tiệt, có thằng nó kẹp có 2 con Doom 2 sao, đỡ làm sao được đây. Sợ thế nhở. 13 máu. Đây này, thằng này nó cũng kẹp Doom này. Ui, thằng này chơi toàn quỷ ạ. Vãi đái thật. Hay quá, chói được con chúa quỷ rồi. Lướt đi, hay quá. Ui, chói tiếp chúa quỷ kìa. Chúa quỷ bị chói liên tục luôn. Hay quá. Được thế nhờ. Rồi, nhưng mà làm thế nào để lên được 10 đây. Mẹ ơi, hết hồn anh em ơi. Hết hồn anh em ơi. Trận này vãi đái thật. Mà tôi bị sai lầm ấy, ở giai đoạn đầu game mà tôi dừng lại ở level 6 tôi roll ấy. Nếu mà tôi dừng lại ở level 8 tôi roll thì là cái lúc mà tôi lên được 3 sao là tôi up 9 được rồi. Nhưng mà vì là tôi dừng lại ở level 6 nên là tôi mới lên được 8 rồi tôi mới lên được 9. Thì lên 9 nó lại hết tiền anh em ạ. Trời ơi. Sai lầm ấy. Thế là rút kinh nghiệm tôi nha anh em nhá. Anh em hãy chơi ở 8 cho anh em đừng có roll ở level 6 như tôi. Luôn ở level 6 như tôi là đấy, xác định là hòm. Đó, như coi như là một trải nghiệm để anh em rút kinh nghiệm từ tôi nha anh em nhá. Là tôi đã sai rồi khi mà tôi roll ở 6 đấy. Đừng roll ở 6 như tôi, hãy roll ở 8. Roll ở 8 nó mạnh hơn đấy nha anh em nhá, mạnh hơn rất nhiều đấy. Là lúc đấy là anh em sẽ có chuỗi thắng, tôi nghĩ là thế. Và khi mà anh em roll ở 8, anh em có 4 đỏ kết hợp với cả 4 gót và người lước 3 sao ấy, thì anh em có khi còn chuỗi thắng rất lâu đấy. Còn tôi ấy, thực ra là vừa nãy tôi có một cái suy nghĩ đấy chính là người thành công thì thường có lối đi riêng, mà tôi đã chọn lối đi riêng nhưng mà có vẻ như là tôi là người không thành công rồi. Thất bại anh em nhá, đây là cái sự thất bại đấy. Nhưng cũng may là bây giờ tôi vẫn chưa chết anh em ạ. Đây rồi, huyết trượng đây rồi. Đây lấy luôn cái hút máu luôn đi, hồi máu anh em ạ. Ok. Tạm thời thì vẫn là 6 đỏ. 6 đỏ người lước. Nhưng mà chỉ kẹp được 2 gót thôi anh em ạ. Hiện tại là chỉ kẹp được 2 gót thôi, tức là nó sẽ không lướt được liên tục. Đấy, mặc dù là đội hình thì rất là trâu ấy, nhưng mà cũng không hẳn là mạnh đâu. Nhưng mà hiện tại là bây giờ là tôi vẫn chưa có được cái con Storm Shaman lên được 2 sao và con Swordman con heo lên được 2 sao thì nó vẫn đang yếu. Tức là bây giờ tôi không khác gì là bình thường luôn, tức là chơi đẩy cấp lên cấp 9 rồi roll. Thậm chí là lên cấp 9 bây giờ full 2 sao kẹp với cả người lước 2 sao thì có khi là vẫn ổn. Có cái cú là tính toán hơi sai lầm. Ui gặp thằng này nó lại ra Doom kìa. Đừng có Doom chúng nhá. Đấy thôi xong rồi anh em ơi. Nó lại Doom con mẹ nó vào cái con người lước của tôi. Đi rồi. Chán thế nhờ. Cái đéo gì mà gấu ba này kia. Gấu tổ ba. Vãi đái vậy. Bạn ơi. Ui may quá. Tỉnh rồi. Doom chết rồi. May quá anh em ơi. Mày nó ra là con gấu tổ ba. Nhưng mà nó thằng này nó dồn đồ cho con gấu assassin. Ui mày thế. Mày quá. Thế con Doom nó lại chết. Thế là tôi tỉnh lại. Thế là tôi vẫn sống được. Tôi cứ tưởng ra vừa rồi tôi đi rồi đấy. Sợ thật sự luôn. Đây rồi. Ui dồi, làm thế nào để lên được 10 kẹp 4 Saman vào nhỏ. Hay là bây giờ kẹp 4 Saman luôn. Kẹp 4 Saman 4 gót luôn có khi ngon hơn ý. Anh em ạ. 4 Saman lé ganh đã. Lé Doom đã.
Lé Doom đã anh em ơi. Bây giờ làm gì lên được 10 đâu. Lé Doom đã xong rồi lên được 10 kẹp 4 đỏ vào. Ok. Được chưa? 4 đỏ kết hợp với cả hai gót. Tí nữa chắc bỏ nó rớt đi thôi. Rớt này cũng chả hy vọng gì đâu. Bởi vì chơi co là tôi chơi co người nước rồi. Rớt thì cũng khó có thể lên được 2 sao. Anh em tin tôi đi. Không lên được 2 sao đâu anh em ạ. Anh em cứ tin tôi. Tí nữa rồi anh em xem. Con này nó sẽ không lên được 2 sao đâu. Tôi có rôn nữa thì nó cũng sẽ thế thôi. Ui thằng này xe Clash Lancer 2 sao rồi ạ. Nhưng mà sắp đi rồi. Sắp đi rồi, sắp đi rồi. Sắp đi rồi anh em ơi. Sắp đi rồi, sắp đi rồi. À nhưng mà tất nhiên là tôi thì không giết được thằng này. Làm sao mà có đam để giết được con này. Con người nước này nó đâu có giết được cái con Secret Lancer rồi đâu. Khó đấy. Trận này mà nếu mà thằng này sống sót vớ vẩn là tôi không được top 1. Nếu mà tôi chơi con người nước. Người nước này không giết được con này anh em ạ. 9 máu. Căng quá nhờ anh em nhờ. À mà bây giờ không biết làm nào ấy. Bây giờ chả nhẽ cho 6 đỏ vào. 6 đỏ thì con người nước nó không lướt được liên tục anh em ơi. Vấn đề là bây giờ phải lên được 10. Cái bộ này chơi ở 10 nó mới mắc binh được. Nghe như này. Khó nhở. Khó đấy. Thôi rồi, tôi quyết định là sẽ bỏ cái bộ 6 đỏ vào bởi vì là hết rồi, hết gặp mấy cái thằng có Doom rồi anh em ạ. Gặp hai thằng có Doom rồi. Tính toán như này có vẻ ổn hơn đấy. Ok chưa? Ok. Ok, đại rẻ to có vẻ rất khỏe nhưng mà tôi thì vẫn khỏe hơn. Ồ, 6 đỏ rồi. Máu thấp. 9 máu nên là 6 đỏ là rất trâu. Bây giờ chỉ sợ có những cái đội hình nó có Doom nó kẹp vào thôi anh em ạ. Đây rồi. Có lên đập trứng cho Storm Shaman luôn không nhở anh em nhở? Hay để dành trứng cho con rớt? Chắc là để dành trứng cho con rớt thôi. Để dành trứng cho rớt anh em ạ. Nhưng mà tôi định là nếu mà lên 10 là tôi kẹp 6 đỏ kẹp với cả 4 Shaman ấy. Có phải không? Hay chơi 4 Shaman 4 đỏ? 4 Shaman 4 đỏ kẹp người nước? Chơi như nào nhở? Không. Tôi nghĩ là lên up. Up cấp lên 10 là chúng ta chơi là chúng ta sẽ chơi 4 Shaman. 4 Shaman 6 đỏ anh em ạ. Rồi cứ từ từ đã. Bây giờ lại phải cho Shaman vào không là anh em thấy là tôi phải đổi ra đổi vào. Tôi cũng không dám để một đội hình đâu. Tôi phải đổi ra đổi vào không gặp ngay cái thằng đấy, thằng này lại có Doom anh em thấy không? Quá chính xác đến được vị trí của Tuấn Cơm. Đấy nó Doom vào cái con hóa Shaman 4 tiền 3 sao kìa. Anh em thấy chưa? Lé ganh giỏi chưa? Quả lé ganh đấy anh em. Tính toán là chuẩn đến vị trí Tuấn Cơm. Đấy, rồi, lé ganh thành công rồi. Còn một thằng có Doom nữa anh em nhá. Còn một thằng có Doom đấy. Tôi lé ganh rất là tốt luôn. Ui giời ơi. Quá là hay luôn. Quả vừa rồi. Tỉnh táo anh em ạ. Đánh rất tỉnh táo đến được vị trí của Tuấn Cơm. Rồi bây giờ tính round sau này. Round sau sẽ gặp cái thằng vẫn có Doom. Đấy, nên là chúng ta từ từ đã. Bây giờ có 3 thằng thôi mà, lần lượt sẽ gặp. Round sau gặp thằng Warrior có Doom nhá anh em nhá. Và chính vì là nó có Doom nên là tôi lại vẫn phải giữ cái đội hình này. Chúng ta sẽ giữ cái đội hình 4 đỏ kết hợp với cả 4 Shaman. Đấy. 4 gót. 4 đỏ 4 Shaman 4 gót. Lên level, thực ra con rớt này không chơi. Con rớt này tí nữa bán thay con Khan anh em ạ. Tức là nó sẽ là kẹp cọc nữa, kẹp cọc. 4 đỏ 4 Shaman kẹp với cả 4 cọc thì sao? Ở level 10 đấy. Nhưng mà vẫn phải chơi ở level 10 anh em ạ. Level 9 thì không chơi được như thế. Lên level 10 thì đấy nó sẽ có 3 đội hình để chúng ta có thể chơi. Một là đội hình 4 đỏ 4 Shaman. 4 đỏ 4 Shaman kẹp 4 gót. Hai là đội hình là 6 đỏ kết hợp với cả 4 Shaman. Ba là đội hình là 6 đỏ kết hợp với 4 gót. Đó. Chỉ chơi với những cái đội hình đấy thôi. Nếu mà con Khan mà tôi có con Khan 3 sao thì tôi không sợ bị Doom nữa. Chúng ta có thể chơi 6 đỏ được. Nếu mà ra là con Khan. Nhưng mà bây giờ ra Khan thì nó không khác gì là ra con rớt anh em ạ. Rất khó. Nó cũng khó như cái việc mà anh em nhắn tin cho Crush và Crush trả lời anh em ấy. Đấy. Nó là đéo bao giờ nha anh em nhá. Khó lắm.
Thế nên là thôi anh em ạ, anh em sẽ hiểu được cái cảm giác đấy. Đéo ra được đâu. Meta này là không bao giờ ra được con rớt và con khan lên 2 sao. Khẳng định luôn, 5 đô 2 sao thì không bao giờ ra được nhá anh em nhá. Có trứng này thì có thể là chơi được con rớt 2 sao nếu mà ra là con rớt đập trứng. Nhưng mà ra rớt đâu có mạnh đâu. Bây giờ là phải ra khan anh em ạ. Ra khan kẹp vào là có cọc. Ok. Rồi. Hay quá, ra này ra được con heo 3 sao anh em ạ. Ngon luôn. Ra được con heo 3 sao này. Úi dồi ôi, đẩy cái thằng này nhiều luôn. Nhưng mà thằng này nó ra được con đường ra công cửa lai 3 sao. Vẫn ăn được cơ. Ừ vẫn ăn được cơ. Ừ vẫn ăn được cơ bạn ơi. Ừ vẫn ăn được cơ bạn ơi. Hay quá. Đại xé to này có vẻ xanh này này. Ra được con Dragon Clay trong bộ Exit nó cũng căng đấy. Dragon Clay 3 sao trong bộ Exit. Thôi lên 10 thôi anh em. Không có chần chờ gì nữa. Lên 10, 6 đỏ. Kẹp với cả 4 Saman. Đấy, bây giờ thì không sợ bố con thằng nào hết rồi anh em ạ. 6 đỏ kẹp 4 Saman là chắc chắn là sẽ không bị doom và sẽ rất trâu. Đấy, mạnh rồi. Mạnh rồi, mạnh rồi. Bây giờ ra con khan thì có thể vứt Saman đi và kẹp 4 gót vào nha anh em nhá. Đấy, vứt Saman đi kẹp 4 gót vào. Chơi 2 Saman thôi. Nhưng mà khan phải lên được 3 sao cơ. Đây rồi. Đấy, thằng Doom bây giờ nó sẽ không bao giờ nó Doom trúng được vào cái con người nước của tôi đâu anh em ạ. Khó lắm. Chỉ có điều là gặp thằng này thì chỉ không bị đẩy thôi. Chỉ không bị đẩy thôi chứ còn làm sao mà ăn được cái thằng Secret Lancer full đồ này đây. Cái đấy nó là điều không thể anh em ạ. Không thể ăn được cái thằng này. Ơ? Ai bảo là không thể? Ôi xôi ôi anh em ơi. Người nước ăn được cả Secret Lancer. Ảo thật sự. Kinh thật đấy. Ăn được cả Secret Lancer luôn. Thì đéo nào. Tôi cũng chả biết là tại sao luôn đấy. Tôi nghĩ là do là cái hiệu ứng là giảm hồi máu đấy của cái gậy hack ấy. Được đấy, được đấy. Đồ này là nếu mà full cái đồ chuẩn như này thì còn có thể ăn được cái con Skeleton Lancer thì khả năng cao là trận này là ăn được hết. Ăn được hết anh em ạ. Rồi. Gấu Saman kẹp Duma. Ôi trời ơi, Duma. Đừng Doom tao, hay quá. Đến lúc nó Doom là lướt cái là không Doom được chúng. Rồi ok, giết con Doom đi đã. Giết con Doom đã. Rớt được. Ôi ui, hay quá anh em ơi. Thằng này nó đi trước tôi rồi. Chấp gấu 3 luôn. Bạn ơi, gấu mết 3. Chấp luôn. Hay quá anh em ơi. Tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời, tuyệt vời. Người nước gánh tim anh em ạ. Hay quá. 9 máu lật kèo thật này. Đang có chuỗi rồi. Hay quá anh em ơi. Được đấy nhờ. Đấy, bây giờ lại thừa tiền rồi thì chúng ta lại kiếm con Saman lên 3 sao được không? Cái con tư tế mà nó lên 3 sao là nó gọi ra 5 đô 3 sao luôn đấy. Không cần rớt nữa. Chơi quả 5 đô 3 sao luôn anh em ạ. Thực ra bây giờ cho con rớt vào nhá. Thì nó chỉ là rớt 1. Trong khi con tư tế nó có thể biến ra là con rớt 2 sao mà. Đúng không? Rớt 2 sao mạnh hơn chứ. Thôi không cần rớt nữa anh em ạ. Tí nữa có khan thì cho vào nhưng mà tôi nghĩ là cũng chả cần. Ok. Thằng này là có đồ là mắc binh cho con Secret Lancer ở đây anh em. Kẹp cả Kira vào rồi đấy nhá. Đấy nhưng mà anh em nhìn kìa. Ôi rồi ôi, vớ vẩn này, round này tôi đẩy chết cái thằng này cũng lên. Hack đến chết luôn không? Có hack thì tròi đến chết luôn không? Có hack tròi đến chết luôn không? Có hack tròi đến chết luôn không? Bạn ơi. Thôi xong rồi, đúng là hết tròi đến chết luôn anh em ạ. Thôi xong rồi, ui rồi mạnh thế nhá. Đẩy luôn này, Secret Lancer cũng phải bó tay luôn. Đấy, ui rồi. Ổn quá anh em ơi, mạnh đấy. Rồi, còn một thằng thôi. Nhưng mà cái thằng đấy thì xác định là thua tôi rồi. Đại xé to làm gì có ấy đâu. Có cửa đâu. Chơi là chơi cái bộ mà bị counter mà. Đại xé to bây giờ nó đang chơi là bộ Exit thì tôi là bộ Saman. Counter và Exit rõ ràng đây còn gì nữa. Đúng không? Thế nên là không phải sợ, không phải ngại. Rồi. Round này là kiếm cái gì? Cho xin cái giáp, giáp thôi nhỉ. Giáp xoay đúng không? Giáp xoay ổn luôn. Rất hay.
Mặc dù là chúng ta bớt đi cái phần gọi là cái khả năng lướt của cái con người nước này, tức là cool nào nó sẽ chậm hơn. Tuy nhiên là nó rất trâu. Lại triệu thần bí này. Bây giờ thì nó lại bị thừa rồi. Kiếm gãy, hơi thừa. Ui. Blink à? Lấy được mỗi cái blink thôi, chứ còn lấy được cái gì đâu. Sắp phản thôi. Chả lấy được cái mẹ gì luôn. Chưa ra khan, chưa ra rớt, anh em thấy không? Anh em tin tôi chưa? Nó chỉ ra một con thôi anh em ạ, à. Con khan nó còn đéo ra được cơ. Ấy, nó không bao giờ ra được 5 đô đâu. Nó rất khó ra luôn ấy. Thậm chí là tôi có một quả trứng, tôi sẵn sàng là đợi một con rớt lửa, tôi đập trứng đấy. Nhưng mà nó không ra anh em ạ. Đấy, tôi thì tôi tỉnh lắm, tôi chơi meta này là tôi biết rồi, nên là tôi bán con rớt ly luôn rồi. Tỉnh rồi, tỉnh táo lắm anh em ơi. Rồi xong rồi, xong rồi bạn ơi, dùng ba với chúng tôi. Ồ, dùng ba bị hack thì cũng chết thôi. Ui, có chết luôn không? 29 máu này. Có vẫn đi luôn không? Ui, nhiều lắm bạn ơi. Ui dồi ôi, đi luôn rồi. Đại xé to ơi, khổ thân bạn quá. 29 máu, cứ nghĩ là không chết được. Chết luôn ôm, ôm gần 50 tiền chết kìa anh em kìa. Cứ nghĩ là 29 máu, tức là còn lọt một lần nữa đấy. Để dành để đau sau luôn đấy. Đấy, nhưng mà thực ra luôn để làm gì đâu. Rồng lên được 3 sao rồi còn gì nữa. Ảo thật sự luôn. Ôi giời ơi, quả này chắc là đại ré to, chắc phải khóc ngất luôn. Khóc chắc cũng sẽ phải là rất to như cái ré của bạn vậy. Ok, vậy là tôi đã trả bài được cho anh em Phạm Minh Đức. Đấy, chúng ta đã chơi một cái đội hình và Hyperon ở level thấp, chơi gót và rất là ổn áp. Anh em có thể thử và anh em cảm nhận như nào, anh em có thể comment xuống phía dưới cho tôi nhé. Anh em thấy hay để lại tôi một like, anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem các clip khác của tôi. Và nếu có thời gian anh em có thể chọn clip bên trái để xem cái clip tôi nhất định meta. Nếu mà anh em chưa xem, tôi chơi cái đội hình Greater Hyperon ở level thấp. Và anh em cũng có thể chọn clip bên phải để xem một cái trận đấu dài nhất trong lịch sử Auto Chat nhá anh em nhá. Rất hay và rất là hấp dẫn. Và cuối cùng, nếu anh em yêu quý tôi, anh em có thể đăng ký hội viên để ủng hộ tôi bằng cách ấn vào link trên màn hình kết thúc, cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những cái clip tiếp theo. Bye bye!